bà con nhân dân có mặt trong đêm giao lưu văn nghệ chào mừng lễ hội truyền thống làng văn hóa Cẩm Nang ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt ban tổ chức lễ hội xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý khách gần xa và toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Chúc đêm giao lưu văn nghệ thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, như thường lệ đến hẹn lại nên khi Tết đến xuân về, cứ vào ngày mùng 4, mùng 5 tháng 2 hàng năm, toàn thể nhân dân thôn Cẩm Na lại hân hoan chào đón lễ hội truyền thống làng văn hóa. Hội làng đã ghi lại dấu ấn bao niềm vui, cảm xúc và kỷ niệm đẹp về sự gắn bó, về tinh thần, về tình đoàn kết, về sự hợp tác, hợp lực của lãnh đạo và toàn thể nhân dân trong thôn. Đây thực sự là một nét đẹp văn hóa đặc trưng đang được lưu truyền, bảo tồn trên mọi miền quê hương đất nước Việt Nam. Tới dự đêm liên hoan văn nghệ ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân làng văn hóa Cẩm Na. Đề nghị chúng ta đổ một tràng pháo tay chào mừng. Đặc biệt, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về dự đêm giao lưu văn nghệ chào mừng lễ hội truyền thống làng văn hóa Cẩm Na. Tối của ngày hôm nay còn có các đoàn văn nghệ đại diện xã Đại Hà, đoàn văn nghệ đại diện quân Kiến An, đoàn văn nghệ đại diện quân khu 2 cũng mang những lời ca tiếng hát, điệu múa hết sức đặc sắc tới buổi giao lưu văn nghệ tối hôm nay. Xin mời quý vị nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng. Trước khi chương trình văn nghệ được diễn ra, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lương Văn Thành, trưởng thôn, trưởng làng văn hóa Cẩm Na lên phát biểu khai mạc đêm giao lưu văn nghệ. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân. Một mùa xuân khắc nghiệt đã qua đi, xua tan bầu trời đông u ám, chấm dứt cái giá rét cắt da cắt thịt, để rồi một mùa xuân tươi đẹp lại về. Hình như cảm nhận được niềm vui hân hoan của muôn loài nên thời tiết chuyển giao sang xuân năm nay có vẻ ấm áp hơn. Mùa xuân, mùa của thời tiết ấm áp, cây cối hồi sinh, đâm chồi nở hoa, vạn vật giao hòa, đất trời hội tụ. Mùa xuân, mùa của những cung bậc hân hoan ca của những lễ hội làng văn hóa Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đình làng Cẩm Na thuộc quần thể các đình làng trong khu vực thờ các vị thần hoàng làng bản địa, người được sắc phong Thái Tổ, Thái Tông, Hoàng đế, Lam Hải, Đại Vương, Mặc Triều giám sát, ngự sử tiến sĩ Ngô Thái Cẩn, người có công nao và lại hiện thân của sức mạnh chân lý, truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam. Đoàn kết chống giặc ngoại xâm, phòng chống thiên tai, lao động sản xuất, xây dựng xóm làng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, sau một năm lao động sản xuất, học tập, công tác với tinh thần khấn khởi, thi đua mừng Đảng, quang vinh mừng xuân Kỷ Hợi, mừng các sự kiện trọng đại của đất nước trong một mùa xuân mới, cùng với nhân dân xã nhà, nhân dân thôn Cẩm Na chúng ta đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, những nhiệm vụ cơ bản năm 2018, đang tích chiêm lên người người nỗ lực hội đình làng ta. Làng Cẩm Na lại tưng bừng mở lễ hội trong niềm vui ấm no, hạnh phúc và tràn đầy sức sống mùa xuân. Về với lễ hội hôm nay, chúng ta thành kính dâng hương tôn vinh ân đức của thần linh và thần hoàng làng, người luôn che chở và bảo vệ cho thần dân chúng ta, nguyện cầu cho phúc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, xóm làng đổi mới. Cầu chúc cho mọi người, mọi nhà được bình an hạnh phúc, người người được mạnh khỏe và tôn vinh ân đức của Thái Tổ, Thái Tông, Hoàng đế, Lam Hải, Đại Vương, Triều giám sát, ngự sử tiến sĩ Ngô Thái Cẩn. Chúng ta nguyện giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Tham gia lễ hội đình làng, chúng ta cùng nhau tôn vinh truyền thống dân tộc ta, văn hóa quê hương ta. Tham gia lễ hội đình làng, chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và biết ơn những người con của quê hương đã cùng
không tiếc xương máu hy sinh về nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và vì để có được ngày vui hôm nay. Với ý nghĩa trên, được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn, sự chỉ đạo của Ban Văn hóa xã, sự cổ vũ động viên của các ban ngành đoàn thể, các cụm dân cư, sự tham gia phối hợp của các đơn vị bạn, các đội văn nghệ của các xã, các thôn, các quận, các huyện. Hôm nay, cấp ủy, chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhân dân làng Cẩm Na long trọng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ làng vui chơi, làng ca hát, mở đầu cho phần hội đình làng. Chúng ta kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân một mùa xuân mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc cho quan hệ nhân dân ngày càng bền chặt. Chúc cho lễ hội đình làng chúng ta thật vui vẻ, thật mãn nguyện, an toàn, tiết kiệm. Thay mặt ban tổ chức xin tuyên bố đêm giao lưu văn nghệ làng vui chơi, làng ca hát, mừng Đảng, mừng xuân, lễ hội đình làng chính thức bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ xin mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân hướng lên sân khấu thưởng thức các tiết mục văn nghệ hết sức đặc sắc. Sáng nhịp trái khoai
xây nước nhà, đồng lòng bên nhau vượt qua gian khó. Quê hương đang chờ ta, hiến dâng cho đất mẹ. Chiều chiều con tim Việt Nam hướng về, cờ hồng quang minh tung bay dẫn lối. Tiếng kia trang hùng ca, dựng xây quê hương ta đẹp giàu. Cao lên bài ca vinh quang Việt Nam, vinh quang những anh hùng thời đổi mới. Ca vang bài ca xây muôn đài hoa, nước non đẹp sáng tươi. Song tay kề vai chung tay dựng xây, đất nước đã đến rồi một mùa xuân. Ca lên bài ca vinh quang Việt Nam rạng rỡ. Trân trọng cảm ơn. Peace.
đấu tranh cho tự do. Người lãng mưa của con dân tộc, tiếng người vang vọng để mai sau nguyện bước theo con đường bác đi. Để tiếp theo chương trình văn nghệ, xin mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân thưởng thức giọng ca nữ Ngọc Anh. Bye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cùng nổ một tràng pháo tay thật là giòn giã để cổ vũ cho đội nhà. Vâng, rất nhiều hoa. Vâng. Vâng, xin cảm ơn đội văn nghệ của thôn Na Tổng Na. Xin cảm ơn.
Yeah.
trên non xin cha trong tay hướng về phía trước để quyết giữ gìn miền Nam quê hương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một tràng pháo tay chúc mừng tiết mục văn nghệ hết sức đặc sắc của đơn vị Nhà Văn hóa Sơn La. Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý khách xa gần cùng toàn thể bà con nhân dân có mặt trong lễ hội truyền thống Nàng Văn hóa Cẩm Na ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban tổ chức lễ hội xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý khách xa gần và toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt, chúc cho buổi lễ thành công rực rỡ. Khi Tết đến xuân về, cứ vào ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6 tháng 2 hàng năm, toàn thể nhân dân thôn Cẩm Na lại hân hoan chào đón lễ hội truyền thống Nàng Văn hóa Cẩm Na. Hội nàng là nơi ghi dấu bao niềm vui, cảm xúc và kỷ niệm đẹp về sự gắn bó, về tình thân, về tình đoàn kết. Mở đầu chương trình văn nghệ, chào mừng lễ hội truyền thống Nàng Văn hóa Cẩm Na ngày hôm nay. Oh,
Hey.
con đường Nam. Ngày ngày hai buổi đến trường, của con bắt bướm hái hoa. Yêu dân tộc Việt Nam ngày rộng mà hồng, yêu cha yêu mẹ ông làm nghĩa đầy, yêu cô nhà của con hai đứa tấm gương. Giờ này nên nghĩa bao chồng thương ai xa xứ nam ngoài, bơ vơ tha phương đất lạ quê we
tình yêu vẫn đẹp sao. Dù đang có giờ khác nhau, dù là kẻ thiên nhiên mang đầy tình tình, dù xa cách hơi nhà đường thiên tình, ta vẫn còn cùng nhau. Một anh chàng thơ, một tiếng chim mơ, một năm gió biển, một sớm mai xuân cho đồng đàn chiến, mây trời xanh sao riêng. Xin cảm ơn các tiết mục văn nghệ hết sức đặc sắc của quân đoàn 2, đội văn nghệ làng văn hóa Cẩm Na. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Thôn trưởng làng văn hóa Cẩm Na nên đọc báo cáo tổng kết xây dựng làng văn hóa sau một năm. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa toàn thể nhân dân, với không khí tưng bừng phấn khởi mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước, mừng quê hương không ngừng đổi mới, với phấn khởi và tự hào với những thành tựu phấn đấu thực hiện những năm qua, được sự thống nhất của các ủy đảng, chính quyền địa phương, làng văn hóa Cẩm Na mở lễ hội truyền thống, thành kính dâng lên các vị thần hoàng làng và các cụ thượng tổ của ba dòng họ đã dày công tạo dựng lên làng văn hóa Cẩm Na ngày nay, và kỷ niệm 15 năm ngày đón nhận bằng làng văn hóa của Ủy ban nhân dân thành phố. Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt ban vận động xây dựng làng văn hóa, lời đầu tiên kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, chúc toàn thể nhân dân mạnh khỏe. Kính thưa các vị đại biểu, cứ mỗi độ xuân về, nhân dân trong làng và những người con xa quê luôn hướng về ngày hội truyền thống của làng, cùng nhau tưởng nhớ đến các thần hoàng làng, các cụ thượng tổ đã dày công lập làng giữ nước, duy trì truyền thống tốt đẹp, động viên cháu con các thế hệ phấn đấu xây dựng làng xã ngày càng phong phú về đời sống tinh thần, lành mạnh, giàu về đời sống vật chất. Trải qua chiều dài lịch sử của dân tộc từ xa xưa, làng Cẩm Na tôn thờ các vị thần hoàng làng Thái Tổ, Thái Tông, Hoàng đế Lam Hải, Đại Vương Ngô Thái Cẩn, sắc phong thần của triều Nguyễn từ đời Tự Đức năm thứ 33,
Đồng Khánh năm thứ 2, Duy Tân năm thứ 3, Khải Định năm thứ 9 hiện còn lưu giữ. Với điều kiện lịch sử của cách mạng qua nhiều năm tháng, đến nay, đến ngày 6 tháng 2 năm 1995, làng Cẩm Na đã khôi phục những nét đẹp truyền thống ngày 6 tháng 2 năm 1999. Làng Cẩm Na khai trương làng văn hóa đầu tiên trong xã. Đến ngày 6 tháng 2 năm 2006, đón nhận bằng của Ủy ban Nhân dân thành phố. Khấn khởi tự hào kỷ niệm 15 năm đón nhận bằng của Ủy ban Nhân dân thành phố, làng Cẩm Na đoàn kết phấn đấu thực hiện và duy trì tốt hương ước của làng. Về phát triển đời sống kinh tế, năng suất của hàng năm đạt trên 115 tạ trên 1 hecta, xây dựng 1 trang trại tổng hợp hiệu quả, có thu nhập trên 70 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm từ 3 đến 4 hộ, hộ giàu khá tăng cao. Phương tiện nghe nhìn ngày càng được nâng cấp cải thiện, hệ thống truyền thanh thường xuyên được duy trì và bổ sung. 100% các hộ trong thôn có TV, 100% các hộ sử dụng điện thắp sáng, đời sống vật chất tinh thần không ngừng được cải thiện. Nhu cầu tâm linh tín ngưỡng được quan tâm chính đáng, với nơi thờ tự được xây dựng tu bổ chỉnh trang đáp ứng về nhu cầu sinh hoạt tâm linh cho nhân dân. Các cụm dân cư thực hiện tốt các thuần phong mỹ tục tốt đẹp, đoàn kết nhân ái trong việc cưới việc tang đúng với nếp sống mới. Số hộ gia đình đạt tiên tiến chuẩn gia đình văn hóa ngày càng tăng. Trong làng có 98% trẻ đến tuổi ra lớp học, học sinh học giỏi năm hàng năm đều cao như cấp 1, cấp 2, năm nay là 77 cháu. Các học sinh, các cháu đỗ vào đại học là 4 cháu. Công tác giáo dục thường xuyên được gia đình, làng xóm và các cấp quan tâm. Các loại hình học tập được thực hiện, công tác xã hội hóa giáo dục được duy trì. Về chính sách xã hội, hàng năm tổ chức phối hợp, huy động, vận động toàn dân uống nước nhớ nguồn, xây dựng quỹ tình nghĩa, kết quả cao. Khai mạc lễ hội truyền thống của làng, xin chân thành cảm ơn. Phần trao thưởng cho các gia đình đạt gia đình lao động giỏi, lao động xuất sắc năm 2019. Dạ vâng, xin chân thành kính mời, xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn các bác, cảm ơn bác trưởng thôn, trưởng làng. Phần trao thưởng cho các cháu đỗ đại học. Phần thứ ba là phần trao thưởng cho các cháu học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 đạt danh hiệu học sinh giỏi và đạt danh hiệu là đạt là thành tích cao trong học tập trong năm học 2017-2018. Vâng, một cháu bạn đi học và gia đình cháu có việc bận cho nên là không nhận quà được. Ban tổ chức cũng như là văn hóa sẽ gửi tới sau. Xin mời toàn thể nhân dân chúng ta nổ một tràng pháo tay chúc mừng thành tích của học tập của các cháu. Xin chúc mừng các gia đình có con em đỗ đại học. Dũng kiên cường từ một mùa thu năm xưa ra đi.
điều may bay rằng cù để chúng ta ra đi để ngày mai vinh quang.